Xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ tuyệt đại ma đầu. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh youtube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên đặt khung giờ phát sóng truyện quen thuộc trên kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong mắt cơ sương sương có kim quang lóe lên, thi triển ra phản linh trì nhãn. Một đạo kim quang xuyên thấu bán ra, nàng lại nhìn hình tượng của những nữ nhân này là hoàn toàn khác nhau. Nhất là chính giữa con nữ nhân lịch sự tao nhã, dùng mạo phi phạm, trên người xuất hiện ký tức kim quang vô cùng đồng đậm. Nhất là trong bụng của nàng có chút nhô ra, hiển nhiên là đang mang thai. Mà bào thai trong bụng, trong toàn thân của nàng, kim quang mạnh nhất, nồng đậm thành một đoàn giống như hỗn độn bổn nguyên tụ tập vậy. Cờ sương sương quá sợ hãi, nàng cũng phụng mệnh tìm kiếm thiên linh chi thai trong nhân loại, cũng tìm trong người phàm, nhưng chưa bao giờ tìm thấy qua. Nhưng mà linh thai trong bụng nữ tử trước mắt này chính là ưu tú nhất mà nàng nhìn thấy. Hơn nữa, còn là thiên linh chi thai nữ tính. Cái gọi là thiên linh chi thai chính thời điểm phụ nữ có thai, thai nghén sinh mệnh, hội tụ vận mệnh khắp thiên hạ, giống như sủng thai của thiên địa. Mà đứa trẻ này bố khi sinh ra các phương diện khác nhau đều ưu tú hơn những hải động khác. Nhân loại giống như những chủng tộc khác, khi càng cường đại thì hậu đại kế thừa cũng có cấp độ tính mạng cực cao, mà cấp bậc càng cao, muốn thụ thai thì đó là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng mà một khi thụ thai, hải đồng sẽ có tỷ lệ nhất định kế thừa vận mệnh của phụ mẫu, biểu hiện ra thiên phú tu luyện yêu nghiệt. Mà cấp độ tính mạng như lồi động cùng uyển ngôn, cả hai đều là hóa thần kỳ. Nếu như sinh ra hài đồng, tỷ lệ hài đồng ưu tú vô cùng lớn. Mặc dù không cố gắng tu luyện, khi trưởng thành đạt tới kim đan là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơi chút cố gắng một ít, Nguyên Anh Kỳ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà bọn họ cũng có thể sinh ra những hài đồng có tư chất không tốt, đồng thời cũng có thể có một tỷ lệ nhất định, hậu đại còn ưu tú hơn uyển ngôn và lôi động. Cho nên con của hai người bọn họ thường là kết thừa vận mệnh ưu tú của hai người. Mà Đinh Uyển Ngôn cũng thường xuyên sử dụng hỗn độn kết tinh, thậm chí còn dùng qua một ít hỗn độn bổn nguyên, cũng có thiên tài địa bảo dưỡng thai. Khiến cho đại bộ phận linh khí thông qua cơ thể của nàng hội tụ vào trong đứa con trong bụng, cho nên tạo thành hai đồng bất phạm vô cùng. Cơ sương sương không biết vì sao, mẫu thân và điện chủ Chủ tướng thần điện có thể nói lại đi thu thập những phụ nữ có thai cao cấp trong nhân loại, nhưng tìm trên vạn năm cũng không tìm được lên một người đang đi vào bế tắc. Nhưng cơ sương sương để thông qua vạn linh trì nhãn nhìn ra đinh uyển ngôn trác tuyệt bất phàm nhân đã bào thai trong vụ của nàng có hầu hết yêu cầu của mẫu thân nàng lúc này nàng ném những chuyện loạn thất bát tao ra khỏi đầu trước mắt nàng chỉ biết có nhiệm vụ cao cấp mà mẫu thân phân phó cho nàng làm nàng biết rõ mẫu thần không biết vì sao làm chuyện này nhiều năm như thế nhất định phải giúp nàng hoàn thành chuyện này tốt nếu nhận loại các người chiếm căn cứ đoạt tâm ma lại có tiên tộc ở phía sau làm chỗ dựa và yêu linh giới chúng ta rời đi không tranh đoạt nữa không quan tâm đến việc này Cơ xương xương biến đổi sắc mặt lại nhìn về phía đinh uyển ngôn cùng đông phương phức mà nói hai người các ngươi là nữ tử nổi bật nhất trong nhân loại không biết có thể báo danh tính chúng ta làm quen với nhau về sau không thể nói trước có chuyện gì chúng ta có thể hợp tác đấy Cơ xương xương vừa nói vừa tiếp cận bên này đôi động là nhân vật bậc nào Cơ xương xương trước kia bộ dáng vô cùng xem thường nhân loại nhưng sau khi trao đổi với hai trưởng tử bên cạnh lại lập tức biến đổi gương mặt muốn dùng uyển ngôn và đông phương vứt kết sao lôi động lập tức cảm giác không đúng tân hình lóe lên ngăn ở trước uyển ngôn trầm giọng nói uyển ngôn phước nhi lui ra phía sau tuy lôi động không cách nào xác định phải chăng cơ xương xương thật sự không có hảo ý hay không nhưng cho dù bị nói là lấy bụng tiểu nhân đòi lòng quân tử thì thế nào chứ dù sao bản thân mình và cơ xương xương này không có chút giao tình nào cả một khi nàng thật sự mang lòng bất chính, chẳng phải là hối hận cũng buồn sao. Cờ xương xương biến sắc, không ngờ tới lôi động phản ứng lại nhanh chóng như thế, khiến cho nguyện vọng cướp người bỏ chạy của nàng đã thất bại. Nhưng mà nàng từ đầu đến cuối cũng không có đặt hóa thần cao cấp như lôi động vào trong mắt. Thấy bưu đồ đã bị vạch trần, lập tức vạch mặt, khống chế hỏa diễm cực mạnh, bay thẳng đến mà thét to. Tiểu tử, thức thời một chút, cút ngay. Nếu không, bồn thiếu chủ sẽ giết người quả nhiên đã không có hảo ý. Trong tội tâm của đội động cả kinh, Trần Nguyên toàn thân hội tụ lại, hóa thành u minh quỷ khí, một trường trùng trùng điệp điệp đánh ra. Một con hắc long dài mấy chục trượng hiện ra, dường đành búa vút, tiếng lòng gầm vang vọng hư không. Lôi động hiện giờ, nâng theo tư chất đạt tới tuyệt thế hiện tài, cộng thêm số lượng hỗn độn kết tình dồi dào. Sau một hồi tiềm tu, đạt tê hóa thần cao cấp, thậm chí hóa thần đỉnh phong cũng chỉ cách một bước ngắn. Một chiêu hắc long gầm vừa thi triển ra, quả nhiên là không tầm thường. Thậm chí lôi động lúc này còn loáng thoáng, nắm giữ một tia yên diệt pháp tắc sâu hơn, dung nhập nó vào bên trong hắc long ngâm. Trong thân hình tối tăm của hắc long, mơ hồ có thể thấy được một ít tơ vàng trong đó. <laughs> Hạt gạo mà tranh sáng vẽ ánh trăng. Cơ dương xương chưa từng tiếp xúc qua với lôi động, làm sao biết rõ lôi động bất phàm như thế nào. Chỉ dựa vào tu vi phán đoán thực lực của hắn, đối mặt với hắc long ngâm, nàng không né không tránh, giống như một ngôi sao bằng đánh tới. Mọi người u minh quỷ đế cũng đã phát hiện tình huống không đúng, vội vàng nhao nhao mà tiến lên đánh. Oanh một tiếng, không né không tránh, cơ sương sương vốn dựa vào thực lực cường hãn của mình, cứng chọi cứng với đối động, thì đó chính là bi kịch. Lực trung kích mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng của cơ sương sương. Trực tiếp đánh nàng ta bay ra phía sau, trong miệng phun ra máu tươi. Uy được một kích này, sợ rằng cơn giả luyện hư sơ dai bình thường đều không đánh ra được nhưng cơ xương xương dù sao cũng chẳng phải thế hệ tầm thường, là thế hệ trẻ tuổi thành danh trong tam giới, xếp hạng nổi bật, xuất thần lại cao quý, trong tay thứ tốt vô số, hỏa diễm quanh thân bốc lên hừng hực, một tia hỏa diễm trong đó đã tạo thành chiến giáp bốc cháy hừng hực. Kiện chiến giáp kia, bề ngoài quả nhiên đã hòa lệ đến cực điểm, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực đã cưng tụ lại thành lông vũ hình giọt nước, đôi canh hỏa diễm hơn bời trượng dài ra, vỗ mạnh một cái, hỏa diễm cuồn cuộn đầy trời mượn nhờ hỏa lực, tốc độ cơ xương xương nhanh tới tận cùng, không gian trong hư không cũng bị hỏa diễm cuồng bạo chấn nát. Ba một tiếng, giống như một ngôi sao trổi, hùng hằng đâm vào hắc hoàng giáp của lôi động, lực lượng có có thể địch nổi, đâm vào lôi động. Cơ xương xương vốn là luyện hư đỉnh phong, khoảng cách hợp thể kỳ cũng vẹn vẹn một bước ngắn. Bộ khi chính thức nổi báo, đương nhiên không phải lôi động có thể ngăn cản được. Cùng ta đi. Cơ xương xương giống như chiến thần hàng lâm phai ra mấy trường. Cửa trường do hòa diễm hừng hực tạo thành, bước lùi u minh quỷ đế cùng với luyện ngục mà Vương Trở tay một trảo, cầm đinh uyển gôn ở xa xa và trong tay. Sau khi thực hiện một kích, nàng cũng không dám dừng lại giữa một đám cường giả thế này. Lúc này, cuốn lấy đinh uyển gôn nhanh chóng bay trở ra. uyển gôn tuy là nữ tử kỳ tài, nhưng gần đây có việc nên ít tu luyện một mực đều duy trì tại hóa thần sơ dai. Đối mặt cơ xương xương là địch nhân cường đại như thế, cơ bản là không có năng lực phản kháng lớn thấy tình huống bộc phát làm cho lôi động vừa sợ vừa giận trước mặt bao người mà cơ xương xương cũng dám cường lực cướp thể tử của mình lúc này bất chấp tất cả dưới chân dẫm mạnh lên hư không muốn bước ra một bước bước chân quỷ mị giống như xuyên thẳng qua khe hở hư không tốc độ bộc phát ra không chậm hơn cơ xương xương chút nào trẫm nói không gian giam cầm lôi động quát lên một tiếng <laughs> đối mặt với không gian cứng đại cơ xương xương đánh trong một quyền. Không gian còn chưa giam cầm kịp, đã bị một quyền của nàng đánh nát. Lực phản chấn làm cho thần hồn của lôi động, chấn động, làm hắn choáng váng. Thủ hạ lưu nhân. Đạm đại băng phân chợt thấy kinh biến, cũng cho hai thiên tướng bước lên trợ giúp. Chỉ cần nàng vượt ra tay, thì một đạo sóng thần có khí tượng tiên gia xuất hiện. Bên trong sóng xanh, có vô số dây kéo màu xanh xuất hiện, quấn chặt lấy cơ xương xương. Nhưng không đợi đạm đại băng vân buông lỏng một hơi, cơ dương xương đã lãnh ngạo mà nói một tiếng. Đạm đại bằng vần, hòa hậu bích ba thần công của người còn kém lắm. Xem cực dương chân hỏa đốt hết mọi thứ của ta đây. Cực dương chân hỏa vừa ra, những dây leo cuốn quanh người bị thiêu đốt không còn. Lập tức cơ dương xương lại hướng đạm đại bằng vần đánh trong một trường. Một đạo hỏa cầu nóng bỏng âm âm và đi tới. Đạm đại băng vân thu hồi chân nguyên, hình thành một cái hộ thuẫn. Âm âm một tiếng, bịch bảo hộ thể bị chấn nát, năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng không gian ven đường bị chấn đắc rạn nứt từng mạnh thực lực cuối cùng kém hơn bấy phần trong miệng của đạm đại băng vân phun ra máu tươi bay ngược ra phía sau tiểu tử mượn bao tay trong bụng thể tự của người truyền thế một lần cơ sương sương hiện hiện ra uy lực cuồng bạo của luyện hư kỳ đỉnh phong liền tiếp bức lùi mọi người nhưng nàng ta hiển nhiên không phải không có thiệt hại thân thể cũng đã thụ trọng thương thế một khi bị dây dưa sẽ khó thoát thân, cho nên đồng thời nói ra những lời này. Trong miệng của nàng phun ra một ngụm máu tươi, bọc nát một quả ngọc phù màu vàng phong cách cổ xưa. Sau khi ngọc phù đổ tung, không gian chung quanh nàng chấn nát, hình thành một vòng xoáy cuồng bạo, ẩn hiện một đường hầm không gian. Mặt đầu vòng xoáy kia mơ hồ có thể thấy được một tòa thần điện cao vút trong mây, hùng vĩ mà uy nghiêm màu đỏ máu. Bởi vì không gian nghiền nát vạn vẹo, cho nên thần hồn của cơ xương xương bị chấn động, hai đồng bạn bỏ chạy trối chết, trực tiếp quân lấy đinh uyển ngôn, bước vào trong đường hầm không gian. Lời động nghe đời này của cơ xương xương thì vô cùng kiếp sợ, cho nên lâm vào cuồng bạo. Bào thai trong bụng chuyển thế, một cỗ khí tức vô cùng thổ bạo, lấy lôi động đạp trung tâm, khuếch tán ra chung quanh. Cơ xương xương, người dám động thê nhi của ta, ta giết cả nhà ngươi, diệt toàn tộc của ngươi. Để mà trùng trên trán đôi động hiện ra, không có sử dụng trạng thái quần lâm thiên hạ mà tiến vào đệ nhất cảnh giới thiên hạ vô song. Quân lâm thiên hạ tuy cường đại, sức bật lại quá tốn hao chân quyền, thích hợp chiến trường cỡ lớn. Nhưng mà thiên hạ vô song chỉ đến một phần lực lượng trong cơ thể bốc cháy triệt để phát huy trạng thái. Lôi động trong quá trình cuồng bạo, hai mắt màu đỏ tươi giống như là tiên điên, trên mặt xuất hiện thần sắc điên cuồng, thân thể giống như sao băng đuổi theo nhanh chóng. Lôi động không được, đó là đường hầm không gian cỡ lớn, Đạm Đài Băng Vân nhìn thấy lôi động điều mạng như vậy thì biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Bước vào đường hầm không gian của người khác, người sẽ bị không gian pháp tắc cắn nát. Nhưng lôi động lúc này làm sao nghe được đời này? Đừng nói đó là đường hầm không gian, cho dù là mặt trời, lôi động hiện giờ cũng đuổi theo không chút do dự. Nhưng mà hắn cũng chậm hơn mấy cái hồ hấp. Khi hắn đuổi tới nơi, cơ xương xương đã biến mất, mà đường hầm không gian cũng khép lại. Chậm nói, thời gian hồi tố, trong việc lôi động phun máu, dùng thần điểm cuồng bạo thi triển thời gian pháp tắc, thời gian hồi tố. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, đường hầm không gian khép lại giống như đoạn phim đang tuồng ngược, đã bắt đầu mở ra. Trong một lần hô hấp, hai lần hô hấp, cưỡng ép sử dụng chân côn thuật đến vạn vẹo, làm thời gian quay ngược lại. Đối với lôi động mà nói, đồ khó không phải quá lớn, nhưng Phạm đã thi triển chân côn thuật, thi triển dễ dàng, nhưng tiêu hao và tổn hại do cắn trả sẽ căn cứ vào mục tiêu mạnh yếu mà cắn trả mạnh yếu khác nhau. Nói cách khác, lôi động thi triển pháp thuật này với phàm nhân không có sức mạnh, thời gian quay ngược lại 10 lần hô hấp, đó là dễ dàng, không hề nghi ngờ. Với cờ sườn sườn, cùng với đường hầm không gian này đều là tồn tại có lực lượng vô cùng cường đại. Lôi động mạnh mẽ vặn vẹo thời gian, làm cho phản chấn thần hồn của hắn là mạnh mẽ như thế nào chứ? Sau khi quay ngược 3 hô hấp tiếp theo, bởi vì lực cắn trả cường đại đã chấn tác thất khiếu của hắn chảy máu. Nhưng hắn không chút quan tâm, tiếp tục khu xử thời gian hồi tố. Cho đến khi đường hầm không gian bờ rộng ra, bóng lưng cơ xương xương có hỏa diễm thiêu đốt, mơ hồ có thể thấy được, lửa động mới phun ra một gụm báo tươi, dừng thị thuật. Không có khả năng có đưa điểm do dự, lửa động tiến vào bên trong. Đạm đại băng vân ngăn cản không kịp, ném ra một đạo hắc quang. Đạo hắc quang này giống như dòi bọ trong xương, bám vào người tôi động sau khi lôi động tiến vào trong đường hầm không gian thì nó đã khép lại ngừng kết thành vô số không gian bình thường vẹn vẹn chỉ tiếp lại một tia không gian chấn động nhàn nhạt, nhạt, mà thôi mọi người thiên ma đồng phương phức quỷ đế luyện cục ma vương nhao nhao đuổi tới nhưng sau khi nhìn thấy một màn này trơ mắt nhìn lôi động và đường hầm không gian kia biến mất đưa mắt nhìn nhau sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi các người không cần lo lắng lôi động hắn phúc lớn mạng lớn chắc có lẽ không có việc gì đâu Sắc mặt đạm đại băng vân cũng vô cùng trắng bệch, nhưng lại an ủi chúng nhân mà nói. Băng vân, vì sao cơ xương xương kia lại bắt uyển ngôn đi? Chẳng lẽ thật sự muốn vận bảo thai trong bụng uyển ngôn đoạt xá sao? Thiên bà ưng cứu chậm trễ, sắc mặt vô cùng tức giận nói. Đó là chú tước thần điện, quá đáng giận. Đi thôi, chúng ta thẳng hướng chú tước thần điện cứu người. Thiên ma tỷ tỷ, người đừng vội. Đạm đại băng vân khẽ thở dài một cái rồi nói. Chú tước thần điện cờ tự yên, ngoại trừ tam giới trí tôn ra là một trong mười đại cao thủ mạnh nhất trên đời. Nghe nói đã đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong. Lúc sự tồn ta còn sống, cũng chỉ có thể đánh động thôi. Nhưng mà cũng chưa có nghe cờ tự yên này làm chuyện xấu gì quá lớn. Nàng ta chỉ tung thành với vạn linh trì mẫu mà thôi. Nếu như nói có người nào cần bào thai trọng sinh, sợ rằng chỉ có một khả năng. Ô Minh quỷ đế thần sắc mất đi bình tĩnh, cả kinh mà nói. Ý của nhà đầu ngươi chính là vạn linh chỉ mẫu sao? Đúng như vậy, lúc chiến tranh thời kỳ thượng cổ, vạn linh chi mẫu đã bị thương vô cùng nặng nề, về sau lại cưỡng ép hào phí sinh bệnh cực lớn, thay đổi thiên địa pháp tắc của cầu châu lục vực, mới mời thành lực lượng mất đi bảy tám thành. Lại cuối cùng, xung đột với ma đế, một trận chiến năm vạn năm trước, tuy đã diệt sát ma đế, nhưng ba đại chí tôn cũng bị thương không nhẹ. Bắt đầu từ khi đó, bà đại Trí tôn đều lâm vào chữa thương. Hôm nay xem ra có lẽ thương thế của vạn linh trì mẫu rất nặng, nếu không cũng không cần dùng thai nhi để bảo trọng sinh. Cho dù như thế, cần gì phải tìm với uyển côn tỷ tỷ. Tiểu U tức giận sau mặt trắng bạch nói, trên đời này có nhiều chủng tộc như thế, tại sao lại đi tìm tới uyển côn tỷ tỷ? Uyển côn tỷ tỷ là người tốt mà. Đạm đại Bằng vân cũng trầm mặc một lúc, thở dài nói, thời gian ta tới tam giới không có bao lâu cả, nhưng ta đọc lứt qua điển tịch của sư tôn. Lúc ấy vũ trụ sơ khai, hỗn độn còn là một mảnh vạn linh chìm mẫu cũng đã tồn tại tùy theo thời gian trôi qua thành khí bay lên trọc khí trầm xuống hình thành thiên địa vạn linh chìm mẫu bắt đầu lợi dụng tính mạng của mình dùng hỗn độn bổn nguyên để thay ngán tính mạng vạn linh chìm mẫu lúc trước sáng tạo rất nhiều tánh mạng kể cả các loại thần thú thậm chí là thái cổ cự nhân Sự tồn bích bạc tiền tử của ta suy đoán vạn linh chìm mẫu nhất định là sinh tinh cường đại vượt qua tiên địa tại kiếp nạn sở dĩ thanh ngắn nhiều tính mạng cấp thần thú như thế mục đích rất có thể là giúp nàng vượt qua thiên địa luân hồi đại kiếp lần tiếp theo thiên địa luân hồi đại kiếp sao mọi người có chút ngạc nhiên lại có chút lạ lẫm ta thấy trong điển tịch sư tôn ta lưu lại thiên địa vạn vật đều có thọ nguyên định số đây chính là pháp tác giúp thiên đạo vận chuyển ai muốn ngỗ nghịch, nghịch thiên đạo nghịch tiên mà đi tất nhiên sẽ bị pháp tác thiên đạo hủy bỏ một cách triệt để mà vạn vật có thọ nguyên thiên địa chắc chắn cũng có thọ nguyên. Đợi đến khi thọ nguyên của thiên địa hào hết, sẽ bị hủy diệt, thiên địa cùng vạn vật đều hóa thành tro tàn, sau đó ngưng tụ thành một điểm. Tiếp theo đó là bạo tạc nổ tung, hình thành một hỗn độn hoàn toàn mới. Hỗn độn lại diễn biến thiên địa, bổn nguyên là diễn sinh ra sinh mệnh tính mệnh, cho đến khi thiên địa vũ trụ hào hết thọ nguyên, mà quá trình này liền gọi là thiên địa luân hồi đại kiếp. Thời điểm đạm đài băng vân nói ra lời này, sắc mặt cũng phi thường trùng động. Sau khi mọi người nghe được lời này, cũng bắt đầu trầm mặc, bị chấn nhiếp thật sâu. Thì ra trong trí nhớ và suy nghĩ của mọi người, tiền địa lớn nhất, thọ nguyên chính là vô tận. Thì ra tiên địa cũng phải chết, hủy diệt, thậm chí là trọng sinh. Càng nghĩ tới chuyện này, tiền hạ yêu linh cùng với nhân loại lấy phản linh chi mẫu vi tôn, vô cùng có khả năng là sinh linh cường đại vượt qua tiên địa luân hồi đại kiếp mà nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây ai ai cũng bị chấn đắc thật lâu. Nếu như việc này thật sự là vạn linh trị mẫu thổi động ở phía sau, sợ rằng chúng ta bất lực rồi. Luyện ngục mà Vương có chút chuột dạ nói ra. Lão mà, ngươi sợ à? U Minh Quỷ Đế cười lạnh liên tục nói. Ngươi sợ chết à? Ngươi chẳng lẽ đã quên? Nếu như không có lùi động, người tối đa cũng chỉ sống được mấy trăm năm. Làm sao có thể tấn cấp luyện hư kỳ, thọ quyền tăng vọt đến mấy lần? Này, này, lão quỷ ngươi nói cái gì vậy? Luyện ngục mà vương có chút thẹn quá, hóa giận mà nói. Luyện ngục mà vương ta, tuy không phải nhân vật kinh thiên địa kiếp quỷ thần, nhưng cũng đã bá chủ tùng hoành luyện ngục vực mấy ngàn năm. Người đã lần này thấy ta vội bạc chưa? Ta chẳng qua đã ăn ngay nói thật. Bất kể là vạn đình trì bẫu cũng tốt, hay là chú tức thần điện cũng được. Chúng ta hiện giờ không phải đối thủ, cho dù phải cứu đồi đậm cùng uyển gôn ra, cũng phải bàn bạc cho kỹ hơn. Cũng may, ngươi còn nói được lời này, nếu không u mình ta cũng không làm huynh đệ với ngươi u mình quỷ đế lúc này mới giãn lồng mày ra sắc mặt tiền bà cũng âm tình bất định cả buổi làm như cô nén xúc động gì đó vẻ mặt nghiêm nghị nói hai vị tiền bối nói không sai chúng ta bây giờ tùy tiện đi vào yêu linh giới thuận túy là hành vi tìm chết trước khi chúng ta thoái lui vào trong không gian hỗn độn tịch xúc lực lượng nếu như lôi động vận khí tốt sẽ tự mình trở về nếu như hắn vận khí không tốt chết ở chu tức thần điện như vậy mộ nghiền bị ta thể với thiên địa vũ trụ nhất định phải đem chủ tức thần điện cùng với vạn linh chim bão kia triệt để hủy diệt báo thù rửa hận cho uyển ngôn cùng đôi động nói xong đợi cuối cùng tiền ma cắn bờ bôi đến chảy máu lùi giữ không gian hỗn độn là phải nhưng mà làm sao phòng ngừa cường giả loạn tình vực tới gây phiền toái cho chúng ta đây lượng cục ba phương nhíu mày nói ra chỉ sợ với thực lực của chúng ta hiện giờ không cách nào chống cự với cường giả của loạn tình vực thậm chí là cường giả tam giới. Về điểm ấy mà vương tiện bối cứ yên tâm. Đạo đại băng vân nghiêm mặt nói ra, cái căn cứ nuôi dưỡng đoạt tâm ma kia tuy đã bị một ít thế lực ở ma giới chú ý tới, nhưng cuối cùng vẫn không có đặt vào mắt. Vạn bối có thể dùng thần phận bích ba cung tuyên bố liên minh hợp tác với quý phương, người bình thường sẽ không dám dùng sức mạnh. Ngoài ra vạn bối cũng có thể hiến trận pháp phòng ngự, chỉ cần đem trận pháp này bố trí tại tọa độ không gian cho dù định nhân gấp 10 lần tới xâm nhập thì cũng sẽ bị quý vương thủ ở bên trong chống lại được hồi phi yên diệt Tương giả hợp thể kỳ cũng không dám sòng đoạn đâu Băng vân lúc này đa tạ ngươi rồi thiên ma cũng đạm đài băng vân cũng ít nhiều có quen thuộc cho nên do nàng ra mặt nói chỉ có điều ta hy vọng việc này không làm khó người quá mức thiên ma tỉ tỉ ngươi yên tâm ta được sư tôn đã qua đời chỉ định là thiếu cung chủ của bích ba cung chỉ cần tu vi đến hợp thể kỳ, có thể chính thức kế thừa cơ nghiệp của sư tôn, chấp trưởng Bích Ba Cung rồi. Đạm Đài Băng Vân nghiêm mặt nói ra, chỉ có điều, mặc dù dùng lực lượng của Bích Ba Cung, cũng chỉ có thể có được địa vị ngang hàng với chủ tức thần điện mà thôi. Căn bản không cách nào cưỡng bức đối phương rào ra đôi động. Nhưng mà sau khi ta trở về, nhận định xin liên lạc với bằng hữu cũ của sư tôn, liên hợp tạo áp lực với chủ tức thần điện, hy vọng có thể cứu đôi động một mạng. Đạm Đại Băng Vân nói lời này làm cho tâm của thiên ma ổn định lại. Nhưng nàng đã hạ quyết tâm, nếu nhìn đối động có chuyện không hay xảy ra, cuộc đời này chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn tuyệt cương báo thủ cho đôi động. Đại thủ sau khi báo xong, nàng cũng sẽ đi theo đôi động, làm một đôi uyên ương cùng chung sinh tử. Sẵn do đạm đại băng vân vội vàng đi làm việc, thiên ma quanh người bắt đầu nói với tất cả mọi người ở đây. Hiện tại đôi động cùng uyển ngôn sinh tử không rõ, thiên ma ta, mộng nghiên bi, quyết định thành đổi động chấp trưởng mình ước, thế với tiên địa, nhất định phải sàn bằng chú tức thần điện. Ai có ý kiến, cứ việc nói đi ra. Sư tôn, ta nghe theo ngươi. Đồng phương phức dẫn đầu tỏ thái độ. U Minh Quỷ Đế cũng nói, dùng quan hệ giữa người và lôi động, người đúng là có tư cách kế thừa địa vị của hắn. U Minh Quỷ Đế ta nguyện ý phụ trợ người báo thù. Lão bà ta cũng không tin lôi động là gia hỏa xào trá, lại có số mạng ngắn như vậy. Lương cục mà vương cũng đệm vào nói, thiên ma, từ giờ trở đi, ta sẽ thừa nhận người là tổng chỉ huy của mình ước. Người nói cái gì thì ta nghe là được. Nhưng người còn lại cũng đều nhào nhào tỏ thái độ ủng hộ thiên ma. Vào lúc đó, ai cũng không muốn túm chân sau. huống hồ, mọi người ở đây cũng không phải đồ ngu. Đường nhiên biết rõ muốn báo thủ, hiện tại tuyệt đối không phải là thời cơ tốt. Càng là ngu xuẩn, tự chịu thiệt vong. Bây giờ có thể làm, chính là không ngừng tích xúc lực lượng cho đến khi có thực lực đối kháng với chú tước thần điện. Sắc mặt của thiên ma lạnh lùng như băng, sát khí bởi phần bà nói, đi, chúng ta về không gian hỗn độn trước, thường thảo chuyện thống nhất cửu châu lục vực, bàn kế hoạch mở rộng thực lực. Ngoài ra, cái loại tình vực này chúng ta cũng không buông tha được, tận khả năng thăm dò tất cả bố trí tại đây, chúng ta phải tích xúc tài nguyên và tìm kiếm mình hữu. Chuyện ở loạn tình vực cứ giao cho ta và lão ma ta đi làm cho. Ô Minh Quỷ tế suy nghĩ một chút, bọn họ đã quyết định đến luyện hư kỳ, cho nên không có khả năng trở về cựu châu lục vực, muốn phát triển thế lực, ngược lại ở loạn tình vực là tốt nhất. Lại nói đồ động bền này, không tiếc thần hồn bị thời gian pháp tắc cắn trả, cưỡng ép nghịch chuyển một bộ phận của không gian, tiến vào trong đường hầm không gian. Cái gọi là đường hầm không gian chính là cưỡng ép vặn vẹo nát bấy không gian, tạm thời hình thành một lối đi tới một tọa độ không gian đã được định trước có thể nói xuyên thẳng ra bên ngoài, có thể trực tiếp đi tới một nơi khác cực kỳ xa xôi. Đó là tác dụng duy nhất của đường hầm không gian. Nếu như khoảng cách của đường hầm không gian không quá xa, một ít cường giả hợp thể kỳ đợi hại, miễn cưỡng có thể tạo ra được. Mà cách gọi là đại đường hầm không gian, trước mặt khắp thiên hạ, chỉ vẹn vẹn có ba cường giả trí tôn mới có thể miễn cưỡng tạo ra được mà thôi. Cuối cùng bọn họ đưa cho thủ hạ làm con át chủ bài cho dù là ba đại trí tôn luyện chế ngọc phủ đại đường hầm không gian, cầm cho thuộc hạ cũng rất miễn cưỡng. Bởi vì dù là đại trí tôn, huấn luyện chế một ngọc phủ đại đường hầm không gian cần phải hao phí lực lượng vô cùng khủng khiếp. Bởi vậy số lượng ngọc phủ đại đường hầm không gian còn tổn thế cũng cực kỳ thừa thớt, mỗi một quả đều có cái giá trên trời. Điện chủ Chủ tức Thần Điện Cơ Tử Yên cũng bởi vì yêu thương con gái, rất sợ nàng đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, làm việc nhưng lại gặp phải nguy hiểm không thể kháng cự. Bởi vậy mới đem ngọc giản đại đường hầm không gian mà nàng trân tàng đưa cho nàng ấy. Một ngày này đối với cường giả trong thập đại cường giả, cơ tự yên mà nói, trong năm tháng vô cùng vô tận kia thì không có một ngày bình thường, không có tâm huyết dâng trào, cũng không có báo động trong phòng. Bỗng nhiên lúc này, trên tế đàn vạn linh nằm ở quảng trường chú tức thần điện, một tiếng sắp xét cực lớn vang lên. Không gian bình thường bị nát bấy, lờ mờ ngưng tụ thành một đường hầm không gian. Mảnh vỡ không gian bay khắp nơi, giống như khúc dạo đầu của một cơn mưa to gió lớn. Lấy kinh nghiệm tuổi tác và sự bình tĩnh hình thành trong vô số năm của cơ tử yên, sau khi cảm ứng được một màn này, trong lòng cũng nhảy dựng lên. Chính mình cho con cái một ngọc phủ đại đường hầm không gian, mà đường hầm không gian đó lại đối liền với tế đàn phản linh. Nàng tin tưởng, nữ nhi của mình sẽ không vô duyên vô cớ sử dụng ngọc phù có công hiệu bảo vệ tính mạng nghịch tiền như vậy. Lúc này, dáng người thon dài, dùng mạo khí chất tuyệt hảo, mặc một bộ chiến giáp xích diễm, Cư tự yên giống như một nữ chiến thần phá vỡ không gian trong nháy mắt tiếp theo, không mang theo khói lửa nhân gian xuất hiện trên tế đàn vạn linh. Thịnh cờ sương sương mặc dù có chút chật vật, nhưng đã không nguy hiểm tính mạng từ trong đường hầm không gian đi ra ngoài. Cơ tự yên có chút buồn lỏng một hơi. Nàng sợ nhất, từ trong đường hầm không gian xuất hiện chính là thi thể nữ nhi của mình. Luyện hư kỳ đỉnh phong đi ra ngoài lưu lạc, tuy đã có vốn liếng để bảo vệ tính mạng, nhưng đối với một ít lão yêu quái sống vô số năm mà nói, cho dù con ngọc phủ đại đường hầm không gian bảo vệ tánh mạng, bọn họ vẫn có thủ đoạn đánh chết nữ nhi của mình bên trong đường hầm không gian. Cơ tự yên, tuy từng nghĩ thực lực phi phạm, nhưng ở tam giới, cách xưng cùng dai vô địch còn xa lắm. Trừ chi tôn tam giới ra, ít nhất còn có 9 người có thực lực tương đương với nàng ta. Sương Sương, xảy ra chuyện gì? Cơ tự yên là nhân vật bậc nào? Lúc này điện cảm ứng được cơ Sương Sương mang theo một người. Đó là một nhân loại, thực lực ức chừng hóa thần sơ sai. tụ vì như thế, đặt ở một ít địa phương nhỏ bé của tam giới còn có thể nhấc lên một phèn sóng gió. Nhưng ở chú thức thần điện dành chấn tam giới này, thực lực hóa thần sơ sai có cũng được mà không có cũng chẳng sao cả. Nhưng nàng cảm thấy hơi kỳ quái. Vì sao cơ xương xương lại cuốn theo nàng này trở về, còn vận dụng ngọc phù đại đường hầm không gian trần quý như thế? Thời điểm cơ xương xương chuẩn bị trả lời, lôi động thất khiếu chảy máu, bộ dáng điên cuồng từ trong đường hầm không gian thoát ra. Hạc lòng gầm phát ra uy thế khủng bố mở quát. Tiện tì, thả thế tử của ta ra. Cơ xương xương biến sắc, đổi đại là lúc trước nàng khẳng định xem thường loại nhân vật như đội động, chỉ có chút thực lực mà tiết triển chiều số này. Nhưng nàng lại từ trong hắc lòng ngầm, ăn thiệt thòi rất lớn, bị thương nặng. Lập tức không dám đón đỡ, quanh thần xuất hiện một đoàn hỏa diễm hừng hực, ngừng tụ thành cực dương chân hỏa thuẫn. Trong tiếng độ tung âm âm, cơ dương dương vội vàng ngừng tụ cực dương chân hỏa thuẫn, bị đánh nát. Tiếng độ tung cực mạnh, làm cho không gian chung quanh thân thể của nàng nát bấy. Cơ tự yên thấy thế cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn rõ tiểu tử này có thực lực hóa thần cao cấp, kiến thức còn chưa đạt tới đỉnh phong. Mặc dù hắn vận dụng bí thuật kích phát tiềm lực, làm cho thực lực tạm thời bạo tăng, nhưng cũng không thể nào một quyền đánh nát cực dương trần hỏa thuẫn của nữ nhi nhà mình. Đừng nói một hóa thần, cho dù là luyện hư trung sai, thậm chí là cao sai, cũng rất khó làm được như vậy. Tiện nhân! Lội động thêm một kích không trúng, kiến tức cuồng bạo tăng thêm vài phần, trực tiếp móc ra một quả thiên tụ linh đan mà nút vào. Dược tính cường thải vô cùng, sau đó hóa thành dược thủy, không ngừng cuốn quanh thân thể của hắn, chữa trị thương thế trong thân thể, cũng dành trong bổ sung trần quyền hao tổn cực lớn của lội động. Đổi đại là bình thường, đôi động đã hóa thần cao cấp, là nhân vật sắp đến đỉnh phong. Một quả thiền tụ đình đàn, có đường dược lực không tầm thường. Sau khi nuốt vào, không đủ chủ chữa trị thường thế và khôi phục trần quyền cho hắn. Nói không chừng, dược lực còn thưa, còn có thể trợ giúp hắn đột phá bình cảnh nhỏ nhỏ. Nhưng đôi động đang ti triển nhất biến trong tiền mà biến, thiên hạ vô song. Cho nên sau khi nuốt tiền tụ định đàn vào bụng, giống như mối bỏ biển mà thôi, giật nhanh bị tư thái cuồng bạo của đôi động hiện giờ rút sạch sẽ, hóa thành lực lượng hủy diệt phát tiết ra bên ngoài. Lục trường bởi vì tư chất của đôi động không được tốt, khó coi, cho nên sáng tạo, dùng trạng thái thiên hạ vô song đi tuyển công lúc này mới có thể miễn cưỡng khống chế được chính mình mà không bị trạng thái điên cuồng cắn đốt lý trí của mình. Nhưng hắn lúc này, bởi vì thế tử bị đoạt đi, nhưng đã nghe tin ái thế của mình có thai. Dưới tình huống như thế, cho dù lộ động bình thường rất cẩn thận, là thế hệ phi thường tiếc mạng, cũng không kiềm chế được tâm tình xa vào sự điên cuồng. Một quả thiên tụ đan không có đủ, vậy đã nuốt thêm một quả nữa. Lộ động nhanh chóng cắn nuốt thiên tụ linh đan. Chỉ sợ chưa từ có người nào dám rất nhiều dược tính mạnh mẽ đến như thế. Nhưng hắn lại ăn thiên tụ linh đan giống như đường đậu vậy. Không chỉ như thế, lợi động còn trực tiếp đem mấy quả hỗn độn kết tình nốt vào bụng. Để nhật biến trong thiên bà biến, trạng thái thiên hạ vô song đúng đã làm cho người ta lầm vào trạng thái phấn khởi điên cuồng. Nhưng diệu dụng cũng cực kỳ rõ ràng. Trong thời gian cực ngắn, rút sạch lực lượng trong thân thể của mình. Mỗi một phần lực lượng bộc lộ ra sức chiến đấu vô cùng kinh cười bởi vì đối động tu luyện có chút thành tựu, đã rất lâu không có sử dụng qua phương thức biến thái này. Lực lượng trong thân thể lập tức hóa thành hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, tràn ngập mỗi một góc trong thân thể của đối động. Hắn lầm vào đửa điên cuồng, đồng thời lo lắng cho thể nhi của mình, chỉ biết muốn phát tiết. Mục tiêu đương nhiên chính là cơ xương xương dám ra tay cướp thể tự của mình đi, đó chính là điều quan trọng nhất đối với hắn. Vèo một tiếng, thân thể lôi động trực tiếp xé rách hư không xuất hiện hàng loạt tàn ảnh dùng tư thái cuồng bạo trực tiếp đánh trong một quyền về phía của cơ xương xương cơ xương xương tuy khiếp sợ lôi động và lúc này xuất hiện biến hóa cực lớn nhưng nàng cuối cùng cũng là luyện hư kỳ đỉnh phong hơn nữa còn là người nổi bật trong cùng thế hệ trẻ tuổi tâm tình rất kiêu ngạo làm sao có thể e ngại một hóa thần kỳ cơ chứ lúc này cũng không tránh không né trực tiếp trở tay đánh trong một quyền nếu như người đã muốn chơi, vậy thì cùng chơi với ngươi, dùng cứng đối cứng với người vậy. Nhưng kết quả là, làm cho nội tâm của cơ xương xương kinh hãi. Một quyền kia của đôi động, mang theo lực lượng cường đại vô cùng cuồng bạo, giống như một ngôi sao băng nghiền nát tất cả những thức cản đường của nó. Phốc một tiếng, cơ xương xương bị lực lượng di sơn đảo hải kia, ngạnh xanh xanh đánh bay ngược ra phía sau. Trong miệng phun ra một gụm máu tươi, trong ánh mắt vô cùng kinh hạc nhưng lại tràn ngập không phục. Nếu như không phải không cho nữ nhân trong ngực bị thương, nàng không dám thi triển toàn lực. Làm sao bị tiểu tử hóa thần này đánh bay kia chứ? Mẫu thân giúp ta trông chừng nàng ta. Sang mặt cơ sương sương âm trầm như nước, vùng tay đem định uyển hồn giao cho cơ tử yên. Trả nàng lại cho ta. Sâu trong yết hầu của lồi động, bộc phát tiếng hồ điên cuồng giống như dã dạ thú. Thần hình lóe lên, không hề cố kỵ đánh về phía cơ tự yên vành một tiếng một đạo thân ảnh hỏa hồng trực tiếp hiện ra bên cạnh hắn một cước đạp vào ngực của hắn trong âm thanh ẩm vang lôi động giống như một khối thiên thạch bị nện bay xuống tế đàn vạn linh bề mặt tế đàn vạn linh được làm từ vô số ngọc thạch cứng rắn tạo thành thậm chí có thể chống lại một kích toàn lực của cường giả hóa thần nhưng mà lôi động hắn lại bị ném thành một cái hố to ở trên tế đàn ấy muốn thể tự của người trưng phải qua cửa của ta rồi nói sau cơ xương xương bột kích đánh bay lôi động trong nội tâm vô cùng thoải mái lao máu trên khóe miệng ánh mắt khiêu khích nhìn lôi động trong cái hố to kia trong nội tâm thẩm nghĩ chỉ là một tên tiểu tử người xem cơ xương xương ta là cái gì tùy ý cho người đánh sao ngược lại tộc trưởng chu tức nhất tộc là một trong thập đại cường giả của tam giới cũng là điện chủ chu tức thần điện cờ tử yên nhìn tới một màn trước mặt này cũng không hiểu nổi đây là cái trò gì nhưng mà nàng cũng nhìn ra được tiểu tử nhân loại có khí tức hóa thần này dường như không phải là đối thủ của con cái nàng ta dưới loại tình huống cấp bậc khác nhau dùng thân phận địa vị của nàng đương nhiên không có khả năng ỷ lớn hiếp nhỏ đánh một tiểu tử hóa thần kỳ càng làm cho cơ tử yên cảm thấy không hiểu thấu lạ tại sao con gái của mình đi cướp lấy thể tử của người ta hẳn là chẳng lẽ không thể nào đâu trong nội tâm cơ tử yên càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào càng nghĩ càng rối loạn, có chút hồ nghi nhìn con gái của mình. Lại đưa mắt nhìn qua tiểu tử nhân loại kia, toàn thân bao trùm trong chiến giáp màu đen, thấy không rõ chân dung, nhưng nhìn bộ dáng thê tử đang ngủ bê trong tay của mình, chắc hẳn tuổi của tiểu tử nhân loại này không quá lớn. Thực lực hơi yếu một chút, nhưng khi bạo phát vẫn có thể dây dưa với con gái của mình một phen. Đúng rồi, điều đó nói lên tiểu tử này không phải là người vô năng, lại tuổi trẻ, lại lợi hại. Xem ra ánh mắt nữ nhi của mình vẫn còn có chút độc đáo. Chỉ có điều cơ tự yên có chút buồn bực nhỏ là ánh mắt của nữ nhi mình cao hơn cả đầu. Đối với thành niên tuấn tài trong yêu đình giới không thèm ngó tới, tại sao vừa ý một người đã có thể tử cơ chứ? May mắn cơ sương sương không biết độc tâm thuật. Nếu không nàng sau khi nghe được tiếng lòng của mẫu thân mình, sợ rằng trực tiếp phiền muộn muốn thổ huyết. Thiện nhân! Lời động từ trước đến nay không thích mắng chửi người ta. Nhưng vào thời khắc này, ý thức của hắn đang điên cuồng, cũng bộc phát khí tức vô cùng thổ bạo. Huống chi trong đội tâm vô cùng hận cơ xương xương, hận không thể lột ra róc xương của nàng ra. Lôi động chậm trái từ trong cây hố leo ra, ở ngực của hắc hoàng giáp xuất hiện vết rẫm hình dấu chân, có thể thấy được một cước của cơ xương xương đáng sợ như thế nào. Lệ khí sèn lẫn u minh quỷ khí cùng với vô số sát khí, lên đội động làm trung tâm, tàn ra bốn phía chung quanh. Hắc Hoàng Giáp uy vũ mà giữ tợn, làm cho hắn leo từ dưới hố ra ngoài, giống như một đầu ba thần từ địa ngục chui ra. Ánh mắt bên dưới Hắc Hoàng Giáp từ điên cuồng biến thành lạnh lùng như băng. Sau đó, hắn bắn trăm với đạo đổ tiền chỉ, trong tối tăm xen lẫn một ít yên diệt phát tắc bên trong. Hừm, hạt gạo mà trành sáng với ánh trăng. Ngoài miệng hung hăng cản quấy, nhưng cơ xương xương lại bay trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Đông dạng cùng cực dương trần hỏa kích xạ vài đạo lưu tinh cả hai chạm vào nhau bạo tạc ở giữa không trung giống như pháo hoa nổ tung cùng lúc đó lừa động đã chân đạp hư không phá vỡ không gian quỷ bị xuất hiện trước mặt của cơ xương xương bào tay của hắc Hoàng giáp ngưng tụ thành thiết quyền không lưu tình chút nào mà nện xuống nhưng cơ xương xương cuối cùng cũng không phải thế hệ tầm thường âm thầm kinh ngạc tiểu tư này đối với khả năng khống chế không gian pháp tắc đã đạt tới trình độ khiến người ta tức lộn ruột chiến ý trong lòng tăng vọt, đồng dạng dùng quyền đối quyền, hùng hằng nện nhau với hắn. Mỗi một, một quyền, mỗi một, một thức của hai người đều là hạ bút thành văn, giống như tự nhiên và thành. Đáng sợ nhất là quyền cước với nhau tràn gặp năng lượng vô cùng cường đại, giao kích với nhau. Không gian bị chấn đắc phát thành mảnh nhỏ, hình thành từng đại không gian chỉ nhận vô cùng sắc bén. Cũng may, đây cũng là tế đàn vạn linh, được trận pháp vô cùng cường đại bảo hộ, một đạo khí lãng như bãi sơn đào hải cuốn tất cả không gian chỉ nhận đi đời khác biến mất không còn lại gì lúc này mới khiến cho chiến trường của bọn họ không có bị khuếch tán ra bên ngoài nếu không một ít kẻ yếu thân được trong phạm vi của chiến trường chỉ sợ sẽ bị dư kình xé rách thành từng mảnh vỡ đương nhiên những sóng xung kích cuồng bạo này đối với cường đại như tộc trưởng chủ tước tộc cơ tử yên không có nửa điểm tổn hại thậm chí cho dù là vòi rồng do không gian chỉ nhận tạo thành, cứ tự yên, tộc cũng không thèm nhìn tới. Nàng cứ như vậy, ôm Đinh Uyển Ngôn, nhàn nhạ đứng trong hư không, có chút hăng hái nhìn đôi động, cùng con gái của mình dùng phương thức dã man nhất, nguyên thủy nhất mà giao chiến. Trước đó, cơ tự yên chưa bao giờ từng nhìn thấy qua, người trẻ tuổi chỉ phèn phèn có thực thực hóa thần, lại có thể bộc phát chiến lực cường đại đến như thế, giao chiến với con gái của nàng tới trình độ này. Tuy đói con gái của mình cũng không phải là người am hiểu chém giết cận chiến, nhưng nhìn ra được tiểu tử nhân loại này dường như cũng không phải hào thủ cận chiến. Chiều số cận chiến của hai người trừ lực lượng lớn chút thì quả thực trông rất là buồn cười. Sống nhiều tuyên nguyệt như cơ tưởng yên này, rất nhiều chuyện cũng đã thấy nhạt nhạt trên thế giới này, đã không còn quá nhiều thứ khiến cho nàng quan tâm tới. Con gái cơ sương sương, nàng vô cùng quan tâm tới. Có thể nhìn thấy con gái của mình dường như có người yêu mến. Hơn nữa nhìn ra, người trẻ tuổi này rất có tình, rất có tiềm lực. Cơ tự yên có cảm giác tâm tình đang giả đi của mình bắt đầu vui vẻ trở lại. Duy nhất làm cho cơ tự yên hơi có chút đỏ lắng là Con gái của mình làm việc có chút bá đạo. Nhưng người trẻ tuổi kia không tệ. Có thể dây công kích cuồng bạo của con gái mình kiên trì cho tới bây giờ. Còn có thực lực phản kích. Trong lúc nhất thời, cơ tự yên càng nhìn đôi động, càng cảm thấy thuận mắt ngược lại có chút giống mẹ vợ nhìn con trẻ, càng nhìn lại càng thấy đẹp mắt. Kỳ thật nói cách khác, thực lực của đôi động cùng cơ xương xương kém nhau bấy bậc. Sở dĩ hiện tại có thể phát huy sức chiến đấu cường đại như thế, đó là công đao của thiên hạ vô song. Đối với loại trạng thái thiên hạ vô song này mà nói, trong thân thể chỉ cần có năng lượng, bất kể là năng lượng gì đều bị đốt cháy hết, hình thành sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Trên trăm khỏa thiên tụ đình đàn bị đôi động nuốt vào, giống như ăn đường đậu vậy. Cậu thêm mấy miếng hỗn độn kết tinh. Những dược tính và hỗn độn linh khí này đều bị thiên hạ vô song kích phát ra, thiêu đốt mà biến hóa thành thực lực vô cùng phổ tận. Trong lúc nhất thời, làm cho hắn và cơ sương sương có thực lực ngang nhau. Nhưng cũng chỉ duy trì được tình trạng như thế này mà thôi. Trong suy nghĩ của cơ sương sương cũng không có ý định đưa đôi động vào chỗ tốt. Dù sao, mình cường ngạnh cướp thế tử của người ta mà thê tử đang mang bầu. Chuyện này dù là ai cũng điên cuồng thôi. Nhưng cơ sương sương hiểu thì hiểu, nhưng mà có một số việc nàng không thể không làm. Lực lượng lôi động tiêu đốt càng ngày càng mạnh mẽ, kinh mạch toàn thân giống như bị phá hủy toàn bộ. Nhưng dưới sự trợ giúp của thiền tụ đình đàn lúc trước, không gừng trọng sinh, lại cảm giác này đối với lôi động mà nói quả thực sống không bằng chết. Nhưng mà với tu vi của hắn, cũng thình tình dưới loại tình huống này không ngừng đột phá cực hạn một bộ phận thần thể đều bị phá hủy rồi trùng kiến lại, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí là càng ngày càng điên cuồng. Nếu như cởi hắc hoảng giáp ra, có thể phát hiện hắn đã biến thành huyết nhân, toàn thân cao thấp, đều đã máu tươi đầm đìa. Tục vị của hắn đã không ngừng đột phá cực hạn của bản thân, chậm rãi từ từ kéo đến hóa thần đỉnh phong, thậm chí có dấu hiệu muốn đột phá hóa thần đỉnh phong. Dưới sự thúc giục của lực lượng vô cùng vô tận ấy, lộ động giống như đang không ngừng tiến hóa, mà hắn vào lúc này đã không hề có cảm giác nữa, lý trí đã hoàn toàn bị điên cuồng thay thế. Quả thực giống như một cái xác không hồn, chỉ biết công kích điên cuồng, cái gì phòng thủ, cái gì pháp thuật cũng đã bị ném ra sau đầu. Ngay càng nguyên thần trong cơ thể của hắn cũng từ trạng thái ngưng thực dần dần hư hóa, dần dần, dần dần dung nhập vào cơ thể, chiếm cứ số mệnh cả đời của hắn. Oanh một tiếng, lại bị một chiêu của cơ xương xương đánh trời xuống mặt đất, xuất hiện một cái hố to. Nhưng lúc này đây, lộ động vẫn không đứng dậy, không nhúc nhích, giống như đã chết ở bên trong cái hố đó vậy. Thời điểm này cơ tự nhiên kẽ nhớ mày. Thời điểm bốn trái con gái của mình ra tay quá nặng, nhưng tồn tại như nàng cũng hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Mây đen kéo đến đầy trời, giống như bị cái gì đó không bình thường. Một đám kiếp vân đen nghịt phủ kín cả bầu trời kiệm vần này càng nặng và càng dày đặc mơ hồ có thể thấy được từng tia sét bên trong đó tràn ngập ký thức hủy diệt và mang theo thiên uy khi thế bàng bạc triển lộ pháp tắc thiên địa vũ trụ vô cùng uy nghiêm sông như bất luận kẻ nào sẽ ủy thế thay trở hành đạo kia được sự trợ giúp của thiên địa có được sức mạnh vô cùng phổ tận biến cả nghịch thiên hồi vị yển diệt Độ kiếp sao cờ sương sương kinh ngạc nhìn vào trong hố lôi động trông như người chết kia lựa động trước đó là hóa thành cao cấp, vậy mà trong chiến đấu không ngừng đột phá, thậm chí đột phá công cùng diện xích, thành tựu thân thể luyện hư kỳ. Cơ sừng sừng đời này còn chưa nhìn thấy người nào trong chiến đấu mà đột phá như thế này. Có vô số thế hệ tự nhận là thiên tài, đang chuẩn bị đột phá công cùng siềng xích của bản thân. Thời điểm chuẩn bị ngành đón thiên kiếp tấn cấp, không một ai không chuẩn bị vô số thủ đoạn. Sau đó bằng trạng thái tốt nhất, hoàn thành một bước cuối cùng, Ngành đón thiên kiếp nhưng dù như vậy vẫn có không ít người bởi vì không vượt qua thiên kiếp cho nên hồi phi yên diệt thiên kiếp càng cao càng lợi hại một bước khóa thần thành tựu chuyện hư này nguy hiểm trùng trùng tiệp điệp thời điểm lúc trước cơ xương xương độ kiếp cũng đã phát sinh một ít uy hiếp may mắn ý chí và nghị lực của nàng cứng cỏi trọi cứng qua được nhưng lôi động lúc này hoàn toàn không có nửa điểm phòng ngự dưới trạng thái cấp bậc này làm sao có thể kháng qua thiên uy hiền hách ấy bảo thời điểm càng dò dự cảm thấy phải chăng nên đi giúp hắn hay không cơ tự yên giống nhìn nhìn thấu tâm tư của nàng truyền ẩm trách mắng sường sường đừng có làm ẩu người biết độ thiền kiếp không được nhúng tay lung tung nếu không làm cho pháp tắc thiền điện cảm thấy bị mất uy nghiêm pháp tắc sẽ cho thiền kiếp hàng lâm mạnh mẽ hơn nữa làm cho người dẫn dắt nó và kèn nhúng tay vào cũng cùng hồi phi yên diệt ấy độ kiếp không cho phép người nào nhúng tay vào đây là nhận thức chung của tất cả sinh mạng. Thế nhưng mà ta... Cờ sương sương có chút hổ thẹn, lại có cảm giác thật sự xin lỗi lôi động. Dù sao tất cả đều do nàng mà ra. Tuy nàng bá đạo ngàn ngược, thậm chí là không nói đạo lý. Nhưng cờ sương sương trong nội tâm vẫn mang theo một tiệt thiện lương. Trọng yếu nhất là, từ từ lôi động cấp hóa thần không được nàng đặt vào trong mắt, đã có thể bộc phát lực lượng vô cùng cường đại, cơ hội có thể đánh ngang với nàng cả buổi. Quỷ tắc trong thế giới này thực lực vi tôn. Ít nhất cơ xương Dương trong nội tâm có không phục, cũng đã mơ hồ thừa nhận, lôi động có tư cách bình khởi, bình tỏa với nàng. Chuyện này đối với thiên trì kiều nữ như cơ Xương Dương là chuyện khó hơn tên trời. Đừng nói một tiểu tử cấp hóa thần, cho dù đều là luyện hư kỳ đỉnh phong, có thể đánh với nàng như thế, số lượng cực kỳ ít ỏi. Vừa nghĩ tới mình đánh ngang tay với tiểu tử hóa thần kỳ, kiều ngạo và tự tôn của cơ Xương Xương đã bị trả đạp phá thành từng mảnh nhỏ. Con gái ấp a à ấp úng, hiện nhiên làm cho cơ tự yên có chút hiểu lầm. song mặt ngưng trọng và thương tiếc, nhìn nàng rồi nói. Ta biết rõ tâm tư của ngươi, chỉ có điều ngươi ngàn vạn lần không thể nhúng tay, nếu không hại hắn, hại cả người đấy. Sương sương, tiểu tử nhân loại này hình như không phải thế hệ tầm thường, có thể ở hóa thần kỳ đánh ra lực lượng và khí thế cường đại như vậy. Tuy nói, hắn dùng chú ý thủ đoạn đặc thù, thế nhưng cũng là vô cùng thiên tài rồi. Ít ra trong cuộc đời của ta cũng ít thấy được. Người cứ yên tâm đợi hắn độ kiếp đi. Loại nhân vật như hắn rất khó mà chết trong thiên kiếp được. Thuận tiện nói một câu. Còn cái, người bây giờ chẳng những không ghét nhân loại, còn thích nhân loại, vì đường ta rất vui mừng đấy. Mẫu thân, ta, ta làm sao có thể ưa thích nhân loại đây? Cơ xương xương sững sờ một chút, lúc này mặt đỏ tới tận mang tai. Ta biết rõ, ta biết rõ, nữ hải tử của nhà ta ra mặt mỏng mà. Cứ tự nhiên cười rộ lên. Tính tình của người ngược lại rất giống ta. Nhưng ngày đó ta cũng đối với phụ thần của người như vậy. Nam nhân mà, nếu như người không cho hắn nhìn thấy chút lợi hại của ngươi, hắn sẽ nghĩ người dễ kỳ dễ. Nhưng mà con gái à, thủ đoạn của người quá hung tàn rồi. Về sau, liếc mắt đưa tình phải chú ý một chút đấy. Ây chả, liếc mặt đưa tình sao? Cứ sương sương thiếu chút nữa, đã ngã nhào đầu xuống đất. Ta cùng hắn không có gì cả. Cờ sường sường đầu đầy hắc tuyến nói tiếp. À à, không có thì không có chứ. Cơ tự nhiên chè miệng cười không ngừng. Tốm lại, nguyện vọng lớn nhất đời này của vi nương ta đó chính là nhìn gây cả cho làng quần dự ý, bình an sống qua cả đời. Cảm thấy thẩm nghĩ, nếu không có thì tại sao ngươi đoạt thầy tử của người khác chứ? Mẫu thần, người thật sự là hiểu đâm rồi. Cờ sường sường rất im lặng nói ra. Chính người dùng vạn linh chỉ nhãn, nhìn một chút cô gái này thì sẽ hiểu. Cơ tự yên nghe thế, quả nhiên dùng vạn linh chỉ nhãn, quét qua toàn thân của định uyển ngôn một cái. Trong ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nữ tử nhân loại này mang thai à? Còn là nữ tiên thai nữa. Khí tức hỗn độn bổn nguyên vô cùng đông đậm. Từ chất thai nhìn này vô cùng bất phàm. Nhìn thế rồi sao? Ta cũng bởi vì chuyện này mới đem nữ nhân này cướp về. Cơ xương xương thở dài một hơi rồi nói lúc ấy hiện trường có quá nhiều người lợi hại ta sợ trì hoãn đại sự của mẫu thân lúc này mới vận dụng đại đường hầm không gian cưỡng ép quay về nhưng tiểu tử này không thuận theo không buông tha truy theo điều mạng với ta cơ tự yên có chút đồng tình nhìn vào trong cái hố lôi động lúc này đang bị kiếp vân dày đặc bao quanh tiểu tử này đúng là người có tình có nghĩa nguy hiểm như thế hắn cũng dám đuổi theo không bị đường hầm không gian cắt nát quả nhân vận khí và thực lực không tầm thường đáng tiếc thật sự quá đáng tiếc. Chỉ là nhân loại mà thôi, có cái gì đáng tiếc chứ? Cơ sương sương bĩu môi, không sao cả nói ra. Nhưng trên thực tế, trong lòng cũng đang bội phục sự dũng cảm của lời động. Có thể vì thê tử của mình, cái gì cũng không để ý, ngay cả trả giá bằng tính mạng cũng không tiếc. Đừng càng ngày nhân loại hay không nhân loại. sương sương người cũng hiểu rõ, người có một nửa huyết thống của nhân loại đấy. Cơ tự yên có chút nhíu mày, có chút bất mãn mẫu thân ta không rõ ngài thân là thần thú chủ tước có huyết thống cao quý nhất là huyết thống hoàng giả của chú tước tộc tại sao cùng một nhân loại lại sinh ra ta cơ sương sương đối với chuyện này không hiểu thậm chí có lời oán thán từ nhỏ đến lớn vì một nửa huyết thống của nhân loại này nàng bị không ít người giễu cợt cười nhạo mà nàng hết lần này tới lần khác lại không rõ phụ thần của mình là ai sương sương nhân loại cũng giống với chúng ta đều là hai từ của vạn linh chỉ mẫu bản thân không có cao quý hay đê tiện gì cả. cơ tự yên than nhẹ một tiếng rồi nói có thể nhân loại chính là hài từ thất bại của vạn linh chi mẫu. cơ sương sương chùm bồi phản bác. bọn họ vào thời kỳ thái cổ rất gầy yếu cũng đã tầng dưới chót của chuỗi thực vật bị tất cả đại trùng tộc xem là lương thực. bọn họ trừ sinh sinh sản mạnh trầm một chút còn có cái gì là lợi hại chứ? làm sao có quan hệ với thần thú chủ tức của chúng ta chứ? nghe nói ngay cả vạn linh trì mẫu vĩ đại vì vậy đều thừa nhận sinh ra nhân loại là thất bại nhất Thất bại ư ừ, không phải lúc trước vạn linh trì mẫu vĩ đại thành ngén ra tất cả thủy tổ của thần thú hao phí thời gian cực dài và sinh bệnh cực khổng lồ thành ngén sáng tạo ra tạo thành nhân loại cơ tự yên không ủng hộ nói vạn linh trì mẫu hiển nhiên là có tin tưởng và yêu thích cực lớn với nhân loại bởi vì trong tất cả hai tử vạn linh trì mẫu Thành ngén ra chỉ có nhân loại mới thật sự là dựa vào hình tượng của nàng ta mà đản sinh ra. À, cái này... Cơ sương sương vẻ mặt không tin nổi. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần nghĩ lại, vì sao thần thú cũng tốt, yêu thú cũng được, vì cái gì tại nguyện ảnh kỳ hoặc là hóa thần kỳ thần thú mới biến hóa, chọn tựa hình tượng chúng ta bây giờ mà biến hóa. Cơ tự yên nhàn nhạt, nhạt cười rộ lên. Mẫu thân, chẳng lẽ ý của người nói là chúng ta bắt chước nhân loại sao? cơ dương dương mở to đôi mắt, cực kỳ hoảng sợ. Không, chúng ta bắt trước hình tượng vạn linh trì mẫu vĩ đại chứ. Cơ tự yên vẻ mặt thành kính nói, tổ tiên của chúng ta cũng được xưng là một trong các thủy tổ của thần thú. Các nàng vừa mới ra đời, đã có được lực lượng cường đại và trí tuệ không tầm thường. Đối với vạn linh trì mẫu vừa kính vừa sợ, còn tràn ngập yêu thương. Thế nhưng mà, các nàng phát hiện hình tượng của mình khác biệt quá lớn so với mẫu thần của mình, cho nên bắt đầu học cách biến hóa, cố gắng làm cho hình tượng các nàng không khác gì so với mẫu thần vĩ đại. Dần ra, loại phương thức biến hóa này được lưu truyền ra ngoài, trở thành một loại ước định thành định luật. Về sau, cái định luật này cũng được khắc sâu vào trong lạc ấn truyền thừa. Cho dù là một ít hài tử ngây thơ, chủng tộc có huyết mạch thần thú xa xôi, cách biến hóa tiềm ẩn trong huyết mạch cũng có ảnh hưởng tới chúng. Hơn nữa, còn dựa theo hình tượng của vạn linh chi mẫu mà biến thành đấy. May mắn, chúng ta không phải thật sự dựa vào hình tượng của nhân loại mà biến hóa thành. Cơ xương xương vẫn xem thường nhân loại, bị mồi khinh thường nói ra. Nếu không, ta tình nguyện một mực dùng hình tượng chú tức để sinh tồn. Quá độ kiêu ngạo, chính là tự ti, hai từ của ta. Cơn tự yên vẻ mặt trịnh trọng, quyền giải mà nói. Người bởi vì một ít người không trọng yếu cười ngạo, mà dốc sức liều mạng bài xích một nửa huyết thống nhân loại trong người mình. Vậy cho rằng là nhân loại đi tiện, cũng giống như đã rất nhiều thần thú khác, ý thức bảo thủ như giống thời kỳ thái cổ. Thế nhưng, người lại không biết, đại đa số nhân loại đúng là rất yếu, nhưng trong số bọn họ, từ xưa đến nay đã sinh ra không biết bao nhiêu nhân vật cường hãn. Chỉ ít có hơn 10 người, thực lực không kém hơn ta, còn có ba thực lực đã viễn siêu ta, đạt tới cảnh giới trí tồn đấy. Không có khả năng. Cơ sương sương kinh hãi không hiểu và kêu lên. Nhân loại đã yêu linh giới của chúng ta mạnh nhất nghe nói cũng là luyện hư kỳ ngay cả hợp thể kỳ cũng không có một ai con nợ tiền mà lưỡng giới cũng có nhân loại sinh tồn nhưng địa vị cũng không cao chỉ là chủng tộc tam lương mà thôi dùng tứ chất và tiềm lực của nhân loại làm sao có thể đạt tới tình trạng thập đại cao thủ như mẫu thần nói thậm chí thậm chí còn là trí tôn gì chứ lịch sử thường thường là do người thắng viết ra cơ tự yên nhàn nhạt nói ra người còn nhỏ lắm rất nhiều bí mật người chưa từng nghe nói qua bao giờ hơn nữa, người thân là thiếu chủ của chủ tước nhất tộc, làm ngươi lại cao ngạo cùng bài sức nhân loại. Tự nhiên không có người nào dám nói thế trước mặt của ngươi. Kỳ thật ngươi tận thận ngẫm lại mà xem. Trong nhân loại, có ba trí tôn, người cũng nghe nói qua rồi đấy. Bọn hắn phân biệt là, nắm giữ luân hội pháp tắc, cũng chính là minh thần sáng tạo cho quỷ tộc. Một người là trí cường giả, nắm giữ bất diệt pháp tắc là minh vương. Một người cuối cùng lợi hại nhất cũng chính là ma đế nằm giữ yên diệt pháp tắc và bất diệt pháp tắc. Nhận là bàn đế đời cuối cùng, vài vạn năm trước trong tam giới, nhấc đền một hồi gió tanh bừa báo, làm cho vô số cường giả trong tam giới nghe tên đã sợ mất mặt Trước kia trong yêu đình giới của chúng ta, trừ vạn linh chim bẫu ra, Để nhất nhân được xưng đập bất diệt, huyết hạ đảo tổ, hóa thần hàng tỷ, lại bị một ngón tay của bà đế tiểu diệt. Đến nay huyện đồng tử kế thừa y bắt của hắn không thể không bám vào dưới trướng của Long Hoàng. Mẫu thân, chẳng lẽ chẳng lẽ nói ba người kia đều xuất thân từ nhân loại. Cờ sường sường kiếp sợ đến cực điểm, có chút không dám tin tưởng. Trong nhận thức của nàng, nhân loại là phi thường nhỏ yếu, hơn nữa xảo trá hay thay đổi, không tính không nghĩa. Hiện tại ta nói những lời này cho ngươi nghe, không phải nâng địa vị của nhân loại lên. Chỉ có điều ta không muốn thấy ngươi tự ti vào huyết thống của mình, càng ngày càng cao ngạo, không xem ai ra gì tự yên đối với con cái của mình, quả nhân là cực kỳ yêu mến, có chút trìu mến, vượt mái tóc của nàng. Phụ thân của ta, phụ thân của ta phải... Quả nhiên, trong nội tâm của cơ xương xương còn một chút khó chịu, lập tức tiểu tán rất nhiều. Thiền lôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, suốt cuộc cũng đánh xuống. Hai mẫu tử các nàng, nhao nhao bị hấp dẫn lực chú ý nhìn qua. Lôi động đang nằm trong vũng hố, hiện nhiên đang lâm vào trong hỗn độn, lâm vào trạng thái nửa hôn mê, nửa mơ hồ. Mà đạo thiên lôi kia không lưu tình chút nào đánh vào thân thể của hắn. Phòng hộ duy nhất chính là hắc hoàng giáp tràn ngập các loại phủ văn kỳ ảo. Nhưng mà không có trần nguyên xót vào hắc hoàng giáp, cho nên lực phòng ngự cũng không phải nghịch thiên. Thiên lôi trực tiếp xuyên thấu qua hắc hoàng giáp, hơn phần nửa lực lượng đánh vào thân thể của lôi động. Lực lượng thiên lôi cuồng bạo, trộn lẫn một tia yên diệt pháp tắc, cơ hồ đem số mệnh cả đời của lôi động đánh tàn đi ngay cả hồn phách của hắn, thiếu chút nữa cũng biến thành mây khói. Chỉ cần một kích nữa, một kích tiếp theo, thân thể cùng hồn phách của lôi động cũng bị đạo thiên lôi thứ hai đánh cho tiêu tán. Nhưng mà cùng lúc đó, đây mà chủng hoàn mỹ trên trán của lôi động, đang điên cuồng lóe lên, từng đạo truyền thừa kỳ ảo, bắt đầu dùng tốc độ như thủy triều, quán thâu vào trong óc của lôi động. Ý thức và tính mạng đã bị đánh bại, lôi động đã từng học qua bình vương thôi thể quyết, bắt đầu tự động vận chuyển lại cái gọi là minh vương thối thể quyết chính là quá trình vượt hủy diệt vượt trọng sinh lục trường minh vương sáng tạo ra minh vương thối thể quyết chính là căn cứ theo thiên đạo đem bất diệt pháp tắc mà hắn nắm giữ đưa vào bên trong bất diệt pháp tắc không chỉ đơn thuần có phòng ngự mạnh nhất có thể ngăn cản được tất cả các loại công kích cuồng bạo trên thực tế cái gọi là bất diệt pháp tắc ẩn chứa ao nghĩa thâm ảo nhất chính là trọng sinh nên chỉ có thể đem bất diệt pháp tắc nằm giữ đến mức tận cùng cho dù chỉ có dựa số mạnh cả đời thì cũng là có thể mượn nó tiếp tục sinh ra một thân thể mới hơn nữa so với cổ nhân thể bị hủy diệt trước đó càng cường đại hơn đương nhiên bình vương thối thể quyết cần đại lượng chân nguyên và năng lượng cung cấp vận chuyển trước đó lợi động một hơi nuốt vào bụng hơn trăm khỏa tiền tụ linh đan cộng thêm mấy miếng hỗn độn kết tinh những vật này sinh ra được dược tính và năng lượng chính là cực kỳ khổng lồ cho dù chiến đấu với cơ xương xương thật lâu, cũng chỉ hao tổn một phần nửa khắc của nó mà thôi. Con thưa đang lưu lại trong cơ thể của nội động, cung cấp năng lượng cho hắn tiến hóa. Trên thực tế, tiền lồi từ đúng lúc đánh nát đại bộ phận thân thể và thần hồn của nội động, cũng đem những năng lượng con thưa sau khi giúp hắn đột phá luyện hư kỳ còn lưu lại. Nếu không giải quyết, sẽ bảo thể và chết. Nhưng vào lúc này, nó chính là nguồn năng lượng cung cấp cho quá trình vận chuyển mình vườn thối thể quyết vô số sinh mệnh lực và thần hồn của hắn dưới bất diệt pháp tắc ẩn chứa trong bình vườn thối thể quyết lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng lại chữa trị thân thể đổi động mà mỗi khi thần thể và thần hồn của hắn khôi phục lại càng trở nên cường tráng hơn trước nhưng quá trình này chỉ vừa mới bắt đầu một đạo tiên lôi tiếp tục đánh xuống đáng chết một giọng nữ cuồng bạo đang nói trong tâm thần lôi động vừa rồi lão đường giúp người ngăn cản lực xoắn nát của đường hầm không gian. Hiện tại còn giúp ngươi ngăn cản tiền lôi sao? Nói đùa, chẳng lẽ người xem lão đường là thánh cô truyền giúp người làm vui sao? Giọng đứa thủ bạo kia lên tiếng phàn nàn, âm thanh thô tục vang vọng khắp nơi, nhưng nàng không thể không mang bản thể, chính là một lá cờ xí không biết từ loại vật liệu gì luyện thành. Từ trong thần điểm của đôi động hiện hiện ra, giống như bọng như ảo, bao trùm căng gây của đôi động. Trong tiếng ẩm vang, tiền đội không chút lưu tình đánh xuống cờ sĩ lực lượng hủy thiền diệt địa cứ như vậy bị lá cờ sĩ quỷ dị kia ngăn cản toàn bộ chỉ có một phần nhỏ ủy lực của nó đánh vào người của lôi động cũng may còn có hắc hoàng giáp cuối cùng nhất chính là lôi động hắn thừa nhận lực lượng của thiền kiếp chỉ có một hai phần bởi mà thôi nhưng dù vậy lôi động bởi vì trong quá trình tái sinh thần thể lúc này bị đánh nát bấy mà minh vương thối thể quyết giống như cái máy trùng thành và tận tâm không oán không hối, đảm nhiệm công việc tái sinh, những bộ phận thần thể bị hủy diệt của lội động. Thiền đạo đáng chết, ý chí vũ trụ đáng chết, độ kiếp, luyện hư kỳ mà thôi mà. Cái gì mà, uy được thiền lồi lại mạnh như thế, còn có thuộc tính yên diệt nữa chứ, đầu chết bà cô của ngươi rồi. Âm thanh tự nhân thổ bạo và thô tục liên tục phàn nàn trong đầu của lôi động. Số tiểu tử, số tiểu tử, tại sao người lại có thể là tân chủ nhân của ta chứ? Ô, Cơn tự nhiên đang lờ lửng trên không trung. Nàng cũng không phải là phàm nhân, ánh mắt lợi hại, có thể nhìn thấu tất cả những chuyện bên trong thiên kiếp. Xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp kiếp vân, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy một lá cờ xí đang phiêu phụ, bao bọc thân thể của đội động vào bên trong. Mơ hồ cảm thấy vật kia nhìn rất quen mắt. Cẩn thận nhìn thật kỹ, mông nhìn sang mặt biến hóa. Dĩ nhiên là Minh Vương Phiên, không phải thứ này không còn tung tích từ lâu rồi sao? cơ tử yên làm sao ngờ được vật ấy bị rực thần tộc thu vào trong bảo cố một bậc không thèm nhìn tới về sau mới bị đạm đại băng vân dùng xanh tiếng tiên giới lửa dối mà mang đi sau đó lại dùng tài nguyên của bích bà cung đem minh vương phiên hừ hào một phần nữa mà tế tuyển lại vốn định tìm cơ hội đưa cho lôi động nhưng không ngờ hai người vừa gặp mặt đã xảy ra chuyện như vậy trơ mắt nhìn lôi động không nghe khuyên bảo dứt quan bước vào trong đường hầm không gian không thể không cưỡng ép đem mình vương phiên hóa thành một đạo hắc quang đánh vào trong thần hồn của lôi động. Bởi vì đạm đại băng vân biết rõ mình vương phiên có khí linh, mà còn là khí linh có linh trí, nó sẽ sợ chết, khẳng định tự chủ dung hợp với thần hồn của lôi động, cũng sẽ giúp trợ lôi động tránh được một kiếp. Trên thực tế, đạm đại băng vân lấy mình vương phiên cũng không phải là do tâm huyết dâng trào, cũng không phải là vì lôi động. Nàng vốn cho rằng, sau khi có được truyền thừa của giả dạ xoa tộc, trong bích ba cùng đã được truyền thừa của bích ba tiền tử mà bích ba tiên tử lưu lại một tia ý chí vẫn có chấp niệm và ánh náy với minh vương thật lâu chưa từng tám đi hy vọng đạm đại băng vân tìm được minh vương viên cũng nên tìm chủ nhân xứng đáng cho nó không đến mức nhật mạch minh vương bị đứt rời tuy đạm đại băng vân không biết sư tôn cùng minh vương suốt cuộc có ân oán và gốt mắc gì nhưng cư động lần này cũng là tâm ý của nàng đối với chủ nhân trước của minh vương viên